TikToker triệu view hỏi mua đất thì sẽ như thế nào? Hôm nay thì mình có một bạn TikToker kênh gần 1 triệu follow, gần 950.000 người theo dõi liên hệ hỏi để mua đất. Và bây giờ thì mình sẽ gọi điện cho bạn đấy, xem là có ai nhận ra xem bạn này là bạn nào không các bạn nhá. Alo ạ. Hello em, anh Nam đây. À vâng vâng, em chào anh. Hello em, đang đi đường à? Có tiện nghe máy không em? Dạ vâng, vâng vâng. Anh hỏi xíu, em đang tìm hiểu đầu tư thì sáng anh có nhắn cho em ấy, thì mình đang dự định đầu tư với cái tầm tiền khoảng bao nhiêu em? Vâng, tại vì em cũng chưa hiểu ấy, ví dụ như là 1 tỷ, 3 tỷ, nhưng mà trong khoảng thời gian bao lâu ấy, ví dụ như là một tháng chẳng hạn là em có dòng tiền khoảng 100, em lấy ví dụ thôi. Là có dòng tiền khoảng 100 200 triệu đi. Thì nó sẽ kiểu nó đi theo flow như nào, hay là bên anh có dự án nào mà đang có không ấy? Thì em cũng muốn nghe để chuẩn bị ấy. Ok. Bên anh có những cái sản phẩm nó ở phân khúc thấp ấy, nó khoảng độ tầm 300 triệu một lô. Đấy, và khi mua cái đất này thì là mình sẽ phải thanh toán luôn để công chứng sang tên em. Đấy, còn ví dụ như cái thanh toán 100% đúng không ạ? Chứ không phải là có vay vốn ngân hàng đúng không anh? Đúng rồi, ví dụ như trong trường hợp mà em muốn sử dụng ngân hàng thì em sẽ hàng tháng em sẽ đóng cho ngân hàng. Và khi nào mà đóng đủ cái giá trị của lô đất thì em sẽ nhận sổ về. Và trong cái thời điểm em vay thì ngân hàng sẽ cầm sổ của em. Ok. Đấy. Thì cho nên là anh muốn hỏi là cái tầm tiền mà em dự kiến trích ra để đầu tư là bao nhiêu ấy, thì để bọn anh có những cái sản phẩm mà nó phù hợp. Ví dụ như khoảng 500 hoặc 1 tỷ hoặc là 2 3 tỷ thì bọn anh sẽ có những cái sản phẩm nó tương ứng với cả cái số tiền đó thì nó sẽ phù hợp với mình ấy em. Vâng, theo anh là một người mới bắt đầu thì nên trong khoảng bao nhiêu tiền ạ? Quan trọng là em có bao nhiêu. Nhưng mà theo anh đi ạ. Thực ra là anh cũng không biết là cái dòng tiền của em bao nhiêu, nhưng mà ví dụ như anh có những cái bạn trẻ khoảng 2000 đến 2004 ấy, nó cũng tầm tuổi như em, thì các bạn ý cũng làm MMO, các bạn ý làm MMO, thì ví dụ như anh có những bạn là bạn ý mua khoảng độ tầm 500 hoặc 1 tỷ hoặc tỷ rưỡi 2 tỷ. Thì và với những cái tầm tiền như vậy thì nó sẽ có những cái sản phẩm tương ứng. Ví dụ như sản phẩm 300 thì nói thẳng luôn không thể đẹp bằng sản phẩm 2 tỷ được. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà về cái tiềm năng mà tỷ suất lợi nhuận ấy, nó gọi về cái tỷ suất lợi nhuận thì chưa chắc cái ông 2 tỷ đã có tỷ suất tốt bằng cái ông 2-300. Em hình dung nhá, 200 nó rất dễ lên 400 đúng không? Vâng. Nhưng mà 2 tỷ mà lên 4 tỷ thì sẽ lâu hơn. Đấy, mỗi cái nó có một cái hay em ạ. Thì quan trọng là mình sẽ xem cái gu của mình là mình thích như thế nào. Có những người ta có 1 tỷ, người ta sẽ không mua lô 1 tỷ. Người ta sẽ mua 3 lô 300 triệu. Đấy. Vâng. Hay là có những người có 1 tỷ. Kiểu người như thế nào lại mua để tách ra mua như thế mà không mua một cục ạ? Thì có những người ta thích kiểu đầu tư giải rác ấy. Ví dụ như người ta có 1 tỷ, người ta muốn giải ra 3 nơi. Ví dụ như người ta giải một nơi ở Thanh Hóa, một nơi ở Hòa Bình, một nơi ở Bắc Ninh đi. Người ta giải ra 3 nơi như vậy. Thì để làm sao cái người ta gọi là hạn chế rủi ro ấy. Đấy. Hay là có những người ta có khoảng độ tầm 1 tỷ, người ta có thể thấy cái mảnh này ưng, cái dự án này ưng, người ta có thể là sẵn sàng người ta vay 500 để người ta cố mua cái lô tỷ rưỡi. Nhưng mà ví dụ như dòng tiền của họ tốt như em thì họ thừa sức họ có thể áp dụng cái phương án đó được. Vâng, em hiểu. Nếu mà dưới 1 tỷ thì bên mình đang có dự án ở đâu rồi? Dưới 1 tỷ thì hiện tại bên anh đang có hai cái sản phẩm. Một cái sản phẩm là ở Thanh Hóa, nó khoảng độ tầm 300. Và một cái sản phẩm đẹp hơn thì ở Yên Bái là 700 triệu. Và chiều nay anh vừa công chứng một lô xong. Lúc 3 giờ chiều anh vừa công chứng khách ở bên Hoàng Hoa Thám mua. Công chứng sang tên. Dạ. Thì đấy. Bình thường là khách nếu mà khách quan tâm là sẽ đến nơi để coi đúng không anh? Anh em mình cà phê trước, xong anh tư vấn cho em về thông tin dự án. Riêng em là anh sẽ tư vấn trực tiếp cho em. Còn bình thường là anh sẽ ít anh tư vấn trực tiếp. Em là trường hợp đặc biệt. Thế thì anh sẽ tư vấn tất cả về mặt bằng, về quy hoạch, rồi là về tất cả thông tin. Và sau khi em thấy là cái sản phẩm này nó phù hợp với cả cái tiêu chí đầu tư cũng như là cái mong muốn của em, thì anh em mình sẽ sắp xếp một chuyến là đi khảo sát thực tế. Và sau khi khảo sát thực tế xong, mình thấy mọi thứ nó ok, nó đúng như những gì mà mình đang mong muốn, thì mình sẽ tiến hành là mua bán. Thì đầu tiên sẽ đặt cọc, sau đó thì hôm tới công chứng sang tên của em, sau hôm cuối thì anh sẽ đi bàn giao sổ ship tận nhà luôn. Vâng, thực ra bản thân em thì em cũng chia sẻ thẳng với anh ấy. Hiện tại thì em cũng đầu tập trung nhiều vào kinh doanh ấy.
Nên là cái phần gọi là khoản đầu tư hay là nói về bất động sản thì em cũng chưa có trải nghiệm nhiều đâu. Nên là bản thân em là cũng đang kiếm, hoặc là đang vừa học vừa kiếm những cái mối quan hệ mà em cảm nhận là chất lượng, thì để mà kiểu mình tin tưởng để mình làm việc cùng ấy. Thì nếu như mà trong cái hành trình ấy thì có gì anh mà giúp đỡ em thì anh cứ chia sẻ với em nhé. Ok. Vâng. Đấy thì anh luôn sẵn sàng, mà anh đã rất là hợp gu với cả các bạn trẻ như các em. Ừ, đấy là em đến văn phòng là em thấy là anh Nam là sáng nhất đấy, nên là em liên lạc cho anh đấy. Ok, cảm ơn em. Hôm tới anh em mình sắp xếp một buổi cà phê thì mình tìm hiểu chi tiết hơn. Sau đó mà tìm hiểu chi tiết thấy nó khả quan thì mình sắp xếp một chuyến đi tham quan. Bên anh có xe, cả có lái xe đưa đi ở tận nơi, đưa về tận chỗ luôn, hoàn toàn free. Vâng. Đấy. Dạ, ok anh ạ. Vâng. Thế có gì thì anh em mình nói chuyện sau anh nhé. Ok em nhá. Vâng. Bye bye em. Em chào anh ạ. Chào em. Thì bạn này bạn ấy làm TikTok. Bạn ấy gọi là KOL, KOC ấy. Kênh bạn này cũng cả triệu người theo dõi. Và bán các cái mặt hàng gia dụng. Đấy, các bạn có thể nghe thấy cái câu chuyện của bạn đấy không? Một tháng có thể ra cái dòng tiền khoảng 1-200 triệu. À, kiếm tiền rất tốt. Bạn này thì hình như sinh năm cũng loanh quanh khoảng 2k thôi, rất là trẻ tuổi. Đấy, cho nên là những cái môi trường online cũng là cái nơi mà các bạn có thể là tìm hiểu để kiếm tiền rất tốt. Nó hoàn toàn là phù hợp với mọi người, và xu thế bây giờ nó là online. Cho nên là các bạn trẻ nào mà chưa có một cái công việc ổn định và muốn có một cái thu nhập đột phá trong một thời gian ngắn thì có thể tìm hiểu đến cái bán hàng online nhá. Còn bán hàng online thì nó rất là rộng, nó gồm rất nhiều các cái mảng, cái ngách, thì các bạn cứ tìm hiểu đi. Mình tin là cũng sẽ có một ngày đẹp trời các bạn ấy sẽ, các bạn sẽ kiếm được cái số tiền nhiều như cái bạn mà mình vừa mới gọi điện.